Trọng tài chính điều khiển trận đấu ngày hôm nay là ông Serhat Kasimov, trọng tài người Uzbekistan. Thì Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục có mặt ở sân Mỹ Đình. Mỗi bên đều đã có 6 vị trí bàn ở vòng loại bảng K. Chúng tôi chờ đợi một trận đấu theo kiểu lai dài, theo một phong cách quen thuộc của Bác Sô. Bởi vì thẳng thắn mà nói, Thái Lan đồng đều hơn so với Việt Nam ở trận đấu gặp Indonesia, đội Việt Nam mặc áo màu trắng. Còn ngày hôm nay chúng ta đã trở lại với áo màu đỏ quen thuộc. Trên ảnh vừa rồi là ông Alexander Gama, người Brazil. Ông là một người bạn của Bác Sô. Họ đều từng là trợ lý huấn luyện trưởng ở đội tuyển Hàn Quốc. Bác Sô làm trợ lý thuyết đinh, còn ông Gama năm 2001 từng làm trợ lý cho huấn luyện viên Cho Quang Ri. Như vậy hiệp một trận đấu giữa hai đội U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đã bắt đầu. Indonesia dường như đã quá tự tin sau chức vô địch U22 Đông Nam Á, trong khi đối phương đã thay đổi rất nhiều. Đường truyền của Văn Hậu, Tấn Sinh, cú dứt điểm rất nguy hiểm. Và dứt điểm đáng chú ý đầu tiên trong trận đấu đó là cú đá của tiền đạo cắm Supachai. Nam cần phải hết sức bình tĩnh. Rất tiếc là đá việt vị. Nam chấp. Theo chúng tôi, Hà Đức Chinh vẫn đứng trên hậu vệ cuối cùng của Thái Lan. Thêm một lần nữa, cú dứt điểm là của Supachai. Và bắt đầu. Đường truyền quá sâu. Và tranh chấp hợp lý. Vừa can thiệp là Triệu Văn Hưng. Hà Đức Chinh hạ bóng vào ngực khá hay, nhưng đáng tiếc là cú đá nối sau đó bằng chân phải của Hà Đức Chinh lại không có được điểm tiếp xúc tốt nhất. Nhịp chơi nhanh là Quang Hải. Chọc khe hơi mạnh. Và phạm lỗi nguy hiểm. Cầu thủ bị đau là Tấn Sinh. Chuyền bóng Hà Đức Chinh. Dứt điểm. Wow! Tỷ số được mở cho U23 Việt Nam. Một pha dâng lên chuyền bóng rất hay của Đông Bắc Hậu và chúng ta đã có bàn thắng. Đường truyền của Đông Bắc Hậu thực sự là rất hợp lý. Nhưng điều đáng nói hơn nữa là tình huống dứt điểm một chạm cực kỳ chuẩn xác bằng chân trái của Hà Đức Chinh. Chúng ta vẫn chờ đợi những trung phong của bóng đá đội thực hiện những cú dứt điểm như vậy. Bằng công nghệ siêu nét 4K. Hoàng Đức. Khi đá với Thái Lan, các cầu thủ Việt Nam cũng không cần phải nhào lên nhiều như Indonesia. Rất tốt. Và Văn Hậu. Hà Đức Chinh chuyền bóng. Không vượt vị. Sút bóng rất dài. Rất tiếc là Hoàng Đức không dứt điểm. Hoàng Đức thuận chân trái và có thể bung ngay một cú đá ở góc hơi hẹp. Được điều chỉnh chậm lại. Chúng ta có ít người phía trên và không cần phải vội vàng. Đá từ quá xa và dứt điểm là của Triệu Việt Hưng. Đây là Supachok. Pha theo sát là của Huỳnh Tấn Sinh. Chuyền của Hoàng Đức. Chuyền ngay. Hà Đức Chinh. Trung vệ Sinafat đã cắt được đường lên bóng vừa rồi của Hà Đức Chinh. Tốc độ triển khai, tốc độ chuyển trạng thái của U23 Việt Nam đang ở mức độ hợp lý rằng họ có vấn đề. Đánh đâu? Tình huống bật lên của Hoàng Đức. Đây là thế trận mà nếu khai thác hợp lý, người Việt Nam rất dễ có thêm bàn thắng. Hết sức nguy hiểm. Ở ngoài biên, cho dù là những quả treo bóng do tầm cao của những cầu thủ như Supachai bên trong, hay là những đường phối hợp trồng góc, những đường xé nách để xuyên phá khu trung lộ của đối phương. Chúng ta xem một lần nữa pha va chạm giữa Hồ Tấn Tài và cầu thủ đá cánh trái Supachai. Vẫn còn bóng vẫn trong sân. Tuy nhiên
Hà Đức Chinh. Hà Đức Chinh đang bị đau. Trong áo số 18, Hà Đức Chinh và Krishara Kaman. Với va chạm. Cho đến điểm này cả hai bên đều chưa thay người. Đầu hiệp 2 thì đội Thái Lan có một sự thay đổi người hiệp 1 của trận đấu, và ngay cả trận đấu này thì con số đó cũng chưa hề thay đổi. Pha phạm lỗi của cầu thủ Thái Lan. Vẫn là Quang Hải đột phá. Chuyền ngược lên. Chân chạy. Goal! Đó là Hoàng Đức. Pha đi bóng và chuyền bóng vừa rồi đúng nhãn hiệu của Nguyễn Quang Hải. Và còn đẹp hơn nữa khi pha xử lý ở trong là một cú bắt vô lề bằng chân trái đúng chân thuận của Nguyễn Hoàng Đức. Những pha bóng có thể nói là gợi nhớ lại hình ảnh rất đẹp cũng trên sân Mỹ Đình ở chung kết của AFF Cup năm 2018, giải đấu mà chúng ta đã lên ngôi vô địch Đông Nam Á thêm một lần nữa. Trên sân lúc này chúng ta có 4 cầu thủ thuận chân trái. Đáng chú ý nhất của U23 Việt Nam đã phát huy được những điều đặc biệt của mình. 2018 cho đến lúc này vẫn tiếp tục một lần nữa được phát huy. Cường. Vâng, và thay đồ. Thay đồ dành cho Subhachai. Chúng ta cùng xem một lần nữa. Đúng là Tấn Sinh có những bước lùi làm cho Subhachai lỡ đà. Nhưng anh chàng này cũng đã ức chế từ hiệp 1 rồi. Và có một động tác như là vung nắm đấm vào cầu thủ Việt Nam. Đoàn Văn Hậu. Pha dứt điểm của Hồ Tấn Tài. Đã bị thua trước 2 bàn. Mọi chuyện là quá thuận lợi với U23 Việt Nam. Sau tình huống để thua thứ hai của Thái Lan, thế là những người đá cao nhất trên hàng công của Thái Lan. Thêm một chiếc thẻ được rút ra. Thăng Hải đang đứng ở một vị trí thuận lợi từ tuyến hai. Nhưng Thái Quy vẫn thực hiện đường truyền vào trong. Dứt điểm 63 và đã là 3-0 cho cầu thủ Việt Nam. Không loại trừ khả năng đây sẽ là chiến thắng đậm nhất của đội Việt Nam trước Thái Lan nhiều năm qua ở các cấp đội tuyển. Bàn thắng thứ hai của Thành Trung ở vòng loại lần này ở SEA Games. Đoàn Văn Hậu. Ở pha bóng vừa rồi thì có lẽ là Đoàn Văn Hậu đã chủ định sút bóng chứ không phải là đường truyền. Rất tỉnh táo. Quang Hải lại có tình huống phạm lỗi của cầu thủ đối phương với Quang Hải. Pha về bóng quen thuộc của Quang Hải. Hà Nội đến những giây phút cuối cùng để có được. Đoàn Văn Hậu. Thái Quý. Thái Quý muốn thử sức với cú sút. Danh Trung và sân thay cho Hoàng Đức. Làm được trận đấu quan trọng. Tuy nhiên mọi chuyện đã được giải tỏa và chúng tôi đang mong chờ bàn thắng đưa tỷ số lên 4-0. Bình tĩnh. Quang Hải. Rất tiếc là chưa có bàn thắng đưa tỷ số lên 4-0. Danh Trung đã để lỡ và Quang Hải có một pha dứt điểm đúng tầm chân. Vẫn còn Quang Hải. Chân trái. Tiếp tục dứt điểm. Vẫn không được. Cú chạm bóng ở cự ly gần vừa rồi là của Triệu Việt Hưng. Một nhân tố mới được tung vào sân. Trần Thanh Sơn, tiền vệ của Hoàng Anh Gia Lai. Và dứt điểm của Hà Đức Chinh. Thủ môn đội bạn đã phải để bóng qua xa. Và chuyền bóng ngẫu hứng của Quang Hải. Thanh Thịnh trả ngược đập lông quá ngoạn mục. Tỷ số là 4-0 cho U23 Việt Nam. Cuối cùng điều chúng ta mong chờ đã đến. Có lẽ đây sẽ là kỷ lục về một trận thắng Thái Lan, vượt cả kỷ lục 3-0 cách đây 21 năm tại sân đấy. Pha đặt lòng hết sức cơ bản của Trần Thanh Sơn, cầu thủ đang chơi cho Hoàng Gia Lai. Hết giờ.
U23 Việt Nam có một chiến thắng xuất sắc trước U23 Thái Lan. Đó là điều mà chúng ta không dám nghĩ tới trước khi trận đấu này diễn ra.